chúng ta sang cái bài mới, cái chương mới là chương theo lịch của tôi là chương 6. Nó là quy hoạch động. Quy hoạch động. Để tiếng Anh nó là, các bạn để tra nó là dynamic. Programming. Thì cái dynamic programming này là theo tôi là một trong những cái phần gọi là hay nhất của thuật toán đấy, mà rất hay dùng, hay có trong những cái bài tập thi học sinh giỏi, những cái bài tập nào là nó có rất nhiều cái dynamic này, cái hoạt động, quy hoạch động này. Nhưng mà cái phần này theo tôi cũng là cái phần mà khó học nhất đấy, nói chung là đối với đa số học sinh và ngay cả đối với sinh viên học sinh nữa là học cái này rất là khó hiểu. Đấy, thì cho nên là cái giáo viên dạy cái này là phải nghĩ cách là nào làm thế nào đó dạy cho học sinh hiểu được. Có thể có cách là dạy thẳng qua xung qua các ví dụ thôi thì học sinh cũng hiểu, nhưng mà chúng ta muốn dạy một cách bài bản ta phải làm như thế nào. Thì tôi ra hôm nay tôi sẽ cố gắng trình bày cái phần đầu tiên của cái chương này là tôi nói về cái tổng thể, về cái tư tưởng của hành động, làm thế nào cho chúng ta có thể hình dung, ta hiểu được cái thế nào là thuật toán hành động. Thì cái tư tưởng quy động là cái gì? Về cái tư tưởng của nó nhé, là nó là cái gì để chúng ta cùng nhau. Thì tôi đọc một vài cuốn sách thì nó có đưa ra ví dụ như này để chúng ta hiểu là cái bản chất của quy động nó là cái gì. Tức là như này, giả sử tôi hỏi một đứa trẻ con 7 tuổi chẳng hạn, mới học lớp 1 thôi. Vì tôi hỏi đấy, tôi cho lên bảng, tôi vẽ, tôi đưa cho em bé là 1, 2, 3, 4, 5. Để tôi một chút. Chúng ta vào đây nhé. Tôi đưa lên trên bàn 7 cái que diêm và hỏi em bé lớp 1 là trên bàn có bao nhiêu que diêm. Cái em bé sẽ trả lời, cái bé đếm là 1 2 3 4 5 6 7, em bé trả lời là 7 que diêm nhé. 7 que diêm. Rồi. Thế bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ đây là 1 2 3 4 5 6 7. Bây giờ tôi đặt thêm một que diêm nữa bên cạnh mà tôi hỏi em bé là bao nhiêu que diêm. Hỏi câu hỏi số 2 là bao nhiêu que diêm. Thì nếu em bé nào mà là người bình thường ấy, em bé đó sẽ đếm lại 1 2 3 4 5 6 7. Em bé đưa ra câu hỏi 8 vẫn đúng. Nhưng mà em bé nào mà thông minh hơn ấy, em bé trả lời ngay là nó là 7 cộng 1 bằng 8 á. Thì câu trả lời này là rất là hay. Câu trả lời này là câu trả lời mà rất độc đáo, và cái câu trả lời này chính là cái ý tưởng của nó, chính là quy hoạch động đây, cái này nó chính là một trong những cái tư tưởng ban đầu của quy hoạch động. Nó là cái gì? Là khi mà chúng ta đưa ra câu hỏi bao nhiêu diêm ở đây, em bé đếm và bé trả lời là 7, em bé lưu trong não. Khi chúng ta đưa ra một câu nữa, em bé chỉ việc là phải cộng thôi, là ra là 8 ngay. Thì như vậy cái tư tưởng quy động là một trong tư tưởng là chúng ta luôn phải nhớ lại tất cả các quá trình trung gian. Đó, nhưng mà chúng ta chú ý nhé, một trong những đầu tiên chúng ta luôn nhớ các cái quá trình trung gian khi tính toán, khi tính toán. Thì đó là một trong những cái rất quan trọng của cái quy động. Ý thứ hai là cái bài toán quy động nó là cái gì? Thông thường nó là cái bài toán mà nó mang tính là đệ quy hay là quy nạp. Nó có tính chất đệ quy. Hầu hết tất cả các bài toán, tức là một cái bài toán nào đó mà nó có tính chất là liên quan đến n, thì nó sẽ có thể biểu diễn bằng qua các cái fn trừ 1 vân vân. Thì cái biểu diễn này nó chính là quy nạp hay là đệ quy. Vậy đệ quy cũng là một cái tư tưởng rất quan trọng
trong bài toán quyền nào. Thì như vậy cái việc nhớ của chúng ta này này, nhớ chữ trung gian này nhé, và cái này thì cũng là dễ thôi, nhưng cái khó nhất là cái thứ ba này. Tương tự cái thứ ba nó là các bài toán quy động thông thường, nó là các bài toán mà liên quan đến tối ưu hóa. Thì cái này là cái khó nhất, nó vừa để quy là nó vừa để quy và nó suy tư các bài toán với cái VN bé hơn, mà nó là vừa tối ưu hóa nữa, thì nó rất là khó. Thì để chúng ta cùng nhau trước khi mà đi vào cái cụ thể định nghĩa chính xác về cái bài toán quy động, thì việc cùng các bạn chúng ta cùng nhau làm một số bài tập nhỏ nhỏ nhé, bài tập mẫu nhỏ chúng ta hình dung được nó là như thế nào. Rồi thì chúng ta cùng nhau tôi gọi là A đi, là một số ví dụ ban đầu. Ban đầu vì quy hoạch động thì chúng ta có cái hình dung trước khi mà chúng ta sang cái phần chính. Phần chính là cái phần mà phân tích các cái phân tích các cái lý thuyết hay là các cái bài toán quy hoạch động. Đầu tiên ví dụ. Thì ví dụ một là ví dụ của chúng ta bây giờ là ví dụ liên quan đến số Fibonacci. Tôi nhắc lại là số này, phi này, bo này, na này, si nhé. Tiêu kiểu của nó là f, f0, f1, vân vân, f2 mà. Ta định nghĩa như sau này, f0 bằng 0 này, f1 bằng 1 này, f2 bằng 1 này. Tự như vậy tổng là fn bằng fn. Fn thì bằng là fn trừ 1 cộng với fn trừ 2. Hay là ta có một công thức để quy là fn bằng là fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Đấy. Thì cái bài này chúng ta thấy là nó để quy rồi này, nó để quy rồi. Và cái phần này để quy. Bài này là cái bài mà bài tập là như sau, bài tập là tính fn với n cho trước. Được chưa? Đó. Thiếu chút chúng ta làm rồi, tôi nhắc lại thôi, chúng ta viết thuật toán như sau. Thuật toán tính fn như sau, thuật toán nhé. Đây là thuật toán tính fn, chúng ta cũng chút là làm rồi. Tôi nhắc lại cái thuật toán đó thôi. Là như này nhé. Là chúng ta viết được cái hàm là hàm fn thôi. Chúng ta làm như sau, chúng ta kiểm tra này, một cái hàm để quy đây. Thì tên công thức trên ta có này, if n bằng 0 thì chúng ta return 0. If n bằng 1 thì chúng ta return 1. Còn else thì chúng ta return là fn trừ 1 cộng fn trừ 2. Đây chỉ là cái thuật toán chúng ta nói rồi đúng không ạ? Hôm trước ta đã học ở trong cái phần nào đó, tôi nhớ là chúng ta đã nhắc cái này rồi nhé. Yeah. Và với thuật toán này là cách thuật này là cách thuật để quy bình thường. Và hôm trước chúng ta đã chứng minh được rằng là với thuật toán này thì cái độ phức tạp của toán nó là gì? Độ phức tạp thời gian của thuật toán này chúng ta đã biết rồi, là bằng bao nhiêu, là bằng là ô của là phi n, ở đây phi bằng 1 cộng căn 5 trừ 2, cái này nó bằng xúc xỉ 1.6. Yeah. Thì như vậy cái với cái bài toán này thì độ phức tạp của nó là lũy thừa, như vậy nó mà là 1.6 mũ n đây. Là rất là lớn. Cho nên với bài này mà các bạn lập trình các bạn sẽ thấy ngay các bạn thử cho n bằng 15-20 là rất lâu, không thể ra, rất chậm. N 50 thì càng lâu nữa. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải này theo một cách khác đi. Dựa trên ý tưởng này, đây chúng ta là phải nhớ các quá trình trung gian. Và tính được là nhớ cái đó thì ta làm đơn giản hơn. Rồi chúng ta làm cách 2 nhé. Cách làm ở đây này. Cách 2 là chúng ta làm theo quy hoạch động. Rồi, theo phương pháp quy hoạch động. Là như sau. Chúng ta phải có một cái bảng tạo một cái dãy hay là một cái mảng. Một cái dãy F đúng không?
dễ ép từ 0 này, 1, 2, vân vân, n như này, tạo một dãy như này. Và chúng ta gán trước đi, chúng ta gán trước cái giá trị bất đồng của nó, và cái tổng quát chúng ta chỉ việc tính rất là nhanh. Đấy, thì đó là cái rồi, thế thì chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Đây, chúng ta cùng nhau làm cái bài này cho nó. Đây. Tức là chúng ta làm như sau, chúng ta chúng ta viết thiết lập một cái hàm như thế này, nhưng mà cái hàm này chúng ta vừa tính luôn, áp luôn vào cái bảng này luôn nhé. Rồi thì chúng ta bây giờ mô tả cái thuật toán đơn giản thôi, thuật toán tính số Fibonacci Fn n như này. N là một số đầu vào cho trước, được chưa? Thế là làm như sau nhé. Chúng ta tạo một cái mảng, tạo một cái mảng hay là một cái list trong Python, là cái list trong C Pascal, nó làm cái mảng. Cái mảng này là gồm có n có một phần tử. Tức yêu cái mảng này là mảng f đúng không? Và cái mảng này là nó có cái là nó là không n, mà thiết lập bắt đầu từ mà không hết, đặt tất cả cái mảng mà không hết nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, bây chúng ta là thiết lập cái này như sau nhé. Đây, chúng ta đặt là f, thực hiệu là không nha, f không bằng, đặt không bằng không, tôi đặt f 1 bằng 1. Sau tôi làm như sau, tôi dùng lệnh là for thôi, for k bằng 2 to n, và tôi viết luôn là fk bằng fk trừ 1 cộng fk trừ 2. Thì đây chính là cái đoạn chương trình này. Và khi ra rồi thì chúng ta mà nó cần thiết, chúng ta có thể mệnh là return cái fn. Tức thì chúng ta tạm cái cần cho chúng ta tạm cái mảng như này thôi, tạm cái mảng n của một phần tử với chỉ số từ 0 cho đến n, mà chúng ta gắn trước như này, và cần một vòng là for là ta đủ. Như vậy là fk, tính của fk trừ 1 và k trừ 2 đúng theo nghĩa của dãy Fibonacci. Thì với cái bài này chúng ta thấy là như vậy, là cái lời giải này chúng ta thấy là chỉ cần đúng một vòng lặp thôi, cho nên là chúng ta là cái độ phức tạp của nó, cái độ phức tạp của cái bài toán này, cái lời giải này là độ phức tạp của nó là 0n này. Rất là nhanh. Nhưng mà này chúng ta tính bao lâu bao nhiêu cũng được, n có thể lên đến hàng rất lớn được, vẫn tính được hoàn toàn với cái thời gian chỉ là ON thôi, rất là nhanh. Đó. Nhưng mà chúng ta áp dụng cái gì? Chúng ta đưa vào một cái mảng thêm một cái chút tính nữa để lưu tất cả cái dãy này, rồi tất cả cái dãy này nhé. Và dựa trên ý tưởng là gì? Ý tưởng của nó là chúng ta phải nhớ lại quá trình trung gian. Đó. Đó là bài đầu tiên để chúng ta, cái bài này thông thường là cái bài đi vào cổ điển cho tất cả các cái giáo trình liên quan đến quy hành động. Thì đây chính là lời giải, chính là quy hành động đây. Rồi thì chúng ta sang ví dụ tiếp theo, ví dụ 2. Bài toán rất là hay mà chúng ta đã học từ hôm trước rồi, là cái bài toán đổi tiền. Chúng ta làm lại cái bài toán đổi tiền, nhưng mà bây giờ chúng ta làm với con mắt của quy hành động nhé. Bài toán đổi tiền. Thì đây là cái bài đầu tiên chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ hoàn thành nó thực sự bằng cái quy hành động. Hôm trước chúng ta đã bàn đến cái bài toán này rồi. Hôm trước là cái bài về tham lam, thì có một cái lời giải của cái bài toán này. Tuy vậy cái lời giải đó không phải lúc nào cũng đúng. Lời giải đó chỉ đúng khi mà cái bộ tờ tiền ấy, cái bộ cái mệnh giá tiền ấy, nó phải là chuẩn tắc. Mình tính nhắc lại một chút nhé. Bài toán là như sau.
là cho một cái hệ m tờ tiền m cái loại tiền đúng không, m cái loại tiền nhé, ví dụ là một bằng c1 nhỏ hơn c2 nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn cm. À, cho trước cái số tự nhiên n vì cần đổi nên thực hiện này là một, cần đổi n ra các tờ tiền mệnh giá lấy từ một sao cho có tổng các tờ tiền là nhỏ nhất. Cái bài này quen quen đấy thầy. Gì Bài này em biết làm. cơ? Ừ, đây là đây, chúng ta sẽ cùng nhau làm với cái cơ hành động nhá. Rồi. Ừ, để muốn là bài này để làm cẩn thận một chút để cho các bạn có cái hình dung được là với cái bài toán mà quy chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Bài này là vừa có tính đệ quy, vừa vừa có cái tính là nhớ nhớ các cái phương án trung gian, đồng thời có tính tối ưu nữa, nhất thế này. Đấy. Thì hôm trước chúng ta đã nói rồi là gì, là cái bài này nếu là trước chúng ta đã nói rồi là nếu cái hệ tiền ấy một mà là chuẩn tắc ấy, mà là chuẩn tắc thì chúng ta có thể dùng tham lam, dùng tham lam thì sẽ đúng. Tham lam tức là chúng ta đổi tiền, chúng ta đổi trước từ các từng mệnh đề lớn nhất, chúng ta đổi là đổi đổi dùng dùng cái cm, ta đổi đổi sang cái cm trừ một, đổi dần từ trên xuống dưới. Bây chúng ta có tờ tiền là 1.000 đồng này, hay là 2.000 đồng này, 5.000 đồng này và 10.000 đồng. Chúng ta có thể đổi từ tờ 10 trước, 10.000 đồng trước đổi sang, còn thử lại đổi sang 5.000 đồng, còn thử lại đổi sang 2.000 đồng, còn thử đổi sang 1.000 đồng, thì phương án đó là tối ưu, đó là phương án tham lam nhé. À, nhưng nếu mà chúng ta có tờ tiền của chúng ta là ví dụ như là c bằng 1, 3, 4 chẳng hạn thì không đúng nữa, chúng tham lam sẽ không đúng nữa. Mà bài này chúng ta sẽ làm cái tổng quát bài này, làm như thế nào, thì cách làm của chúng ta sẽ là dùng cụ hành động. Được chưa, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài này nhất, cẩn thận nhất để chúng ta hiểu. Rồi như sau này, bây giờ chúng ta làm sao, chúng ta sẽ gọi cái fn là cái số tờ tiền nhỏ nhất mà n có thể đổi thành thể đổi thông qua hệ tiền một mà chúng ta biết ở trên, đúng không nào? Đấy, thì tôi có tính fn, mà toán của chúng ta là bài toán của chúng ta là cần tính fn. Chúng ta cùng nhau suy cẩn thận nhé, tính như thế nào cái bài toán này. Đấy, thì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu này. Chúng ta sẽ làm bây giờ xét này, với điểm bằng không thì không có tờ tiền nào cả, thì ta thấy hiển nhiên là fn mấy, fn bằng f0, bằng không, không tiền nào. Bn bằng một, có một tờ tiền thôi, có một đồng tiền thôi mà ta có, thì trong hệ tiền của ta là có một thôi, c1 bằng một, cho nên nó sẽ thấy ngay cái này sẽ đủ ra thì đúng một tờ tiền thì là một. Nhưng mà với điều kiện ban đầu của địa quy là xong rồi, f0 bằng 0, f1 bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đối với fn nó là cái gì. Bây giờ giả sử n là bất kỳ, n là số tự nhiên bất kỳ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy luận một chút để chúng ta tính này. Bây giờ tôi sẽ cố gắng để tìm ra được một vấn đề là gì, vấn đề của quy động và của toán là tối ưu ấy, là chúng ta làm sao chúng ta phải tính được cái, tìm một công thức truy hồi
để tính cái này thông qua các cái f m với m là nhỏ hơn n đấy, vấn đề là như này. Thì thông qua như thế nào, tìm ra một công thức truy hồi hay công thức định quy, trong từ định quy đó chúng ta mới lập trình được. Thì cái này là cái mặt này là rất là khó, chỗ này chỗ một chỗ rất khó của quy hành động nhé. Thì chúng ta cùng nhau phân tích này. Bia n bất kỳ, bia giả sử nhé, bia giả sử này, bia giả sử là tồn tại một cái mệnh đề g, và cái mệnh đề một cái chỉ số g sao cho là cg nhỏ hơn hoặc bằng n. Bên đủ lớn thì ta luôn tồn tại cái giả sử có cái cg đó. Đấy. Thì như sau này, thì tới suy ra này, suy ra ta sẽ lấy n ta trừ đi cg, ta sẽ đổi ra. Ta có thể đổi cái giá trị này ra một số tờ tiền, đúng không nào? Thì cái số tờ tiền này, cái số tờ tiền này, những cái số tờ tiền này đúng không nào, mà đổi ra cộng thêm 1 thì chính là bằng gì? Bằng là cái số tờ tiền đã đổi của FN, đúng không nào? Đấy. Bây giờ giả sử về N trừ đi CG đổi được tối ưu theo quy nạp, theo đề quy, tôi đã tối ưu rồi, tối ưu ra là fn trừ cg tờ tiền, thì định nghĩa cái fn trừ cg là chính là số tờ tiền được đổi ra tờ tiền, vậy suy ra là fn trừ cg cộng 1 thông như này là số tờ tiền đổi được của n. Vậy suy ra cái đề gì, suy ra cái cho đề suy ra là cái fn này, đúng không, nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng là 1 cộng với fn trừ cg nào. Nhưng mà thế nha, vì là cái fn, nhắc lại là cái fn trừ cg chỉ là số, là cái này là chỉ là số tờ tiền đổi ra tối ưu của n trừ cg nhé. Chúng ta cộng 1 vào thì ra đây chỉ là cái số tờ tiền đổi ra của n, của fn, của n, vậy nó sẽ phải lớn hơn cái fn, với đây fn là tối ưu của n, vậy suy ra cái đẳng thức này, cái này đúng với mọi g sao cho là cg nhỏ hơn bằng n. Vậy suy ra cái gì? Vậy ta có công thức đây này. Ta có công thức là fn sẽ nhỏ hơn là 1 cộng với fn trừ cg với mọi cg nhỏ hơn bằng n. Đấy. Công thức này. Và công thức này ta suy ra tiếp tục quan trọng sau đây này. Từ thức này nhé. Ta suy ra như sau này. Chúng ta suy ra về mặt toán học, suy ra này. Vì fn nhỏ hơn bằng cái này, suy ra là fn sẽ nhỏ hơn bằng cái minimum của cái là 1 cộng với fn trừ cg, tính minimum theo là cg nhỏ hơn bằng n. Ở đây là 1 nhỏ hơn bằng g nhỏ hơn bằng m. Câu thứ này nó gọi là công thức số 2, rất quan trọng. Đây, công thức 2. Rất quan trọng. Đây chỉ là công thức 2 nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng là đây chính là dung bằng. Có một cái mệnh đề, một cái định lý, một cái mệnh đề để chứng minh một toán học nhé. Mệnh đề của chúng ta đây là gì? Công thức mệnh đề là rất quan trọng đây. Mệnh đề này nó mô tả rằng đây chính là cấu trúc tối ưu của cái hàm fn. Mệnh đề như sau. Mệnh đề của chúng ta là fn nhá, nó sẽ chính là bằng luôn, chứ không phải là nó bằng là min của 1 cộng với fn trừ cg tổng theo
lấy min theo tất cả các cg mà nhỏ hơn bằng n. Câu thứ này tương tự là số 3 nhé. Như vậy là ta thấy là một chiều đúng rồi, là xong câu 2 biến phải cần chứng minh nốt là như vậy. Chúng ta cần chứng minh cái gì? Bây giờ chúng ta cần chứng minh là gì? Cần chứng minh như sau. Cần chứng minh là fn lớn hơn bằng là xong. Min của 1 cộng với fn trừ cg kiểu này là 4 nhé. Tổng lấy min theo cg nhỏ hơn bằng n. Vậy là theo hai cái chu trình rồi nhé, chu trình tốt là 4 thì suy ra là 3 thôi. Cái 3 là cái chúng ta cần chứng minh, chúng ta cần ra vấn đề cần phải chứng minh đây. Bên này chuyện bên đề quan trọng đây, bên đề này là mô tả cái quan hệ giữa fn và fn nhỏ hơn đây. Đây chính là công thức định quy này, công thức này chính là công thức định quy mà dựa ở đây chúng ta sẽ tính toán được cái hàm đó. Thấy không nào? Thì cái này là có rồi đúng không nào? Được, cần chứng minh cái này. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nha. Chứng minh 4 nhé. Đấy, chứng minh 4. Chứng minh được không? Chứng minh được. Bây giờ giả sử thì rất đơn giản thôi, các bạn nhìn tôi làm rất đơn giản nhé. Bây giờ giả sử FN giả sử ở đây tôi giả sử như này. Giả sử N có thể đổi theo định nghĩa nhé, có thể đổi tối ưu thành fn tờ tiền. Thật nghĩa là fn là cái minimum mà cho nên đổi như vậy được. Giả sử như sau, giả sử n đổi thành là gì, là x1 c1 cộng x2 c2 cộng xm cm. Mà sao cho là cái fn này nó chính là bằng là x1 cộng x2 cộng xm. Thì đây là một cái ấy mà, vì đây là một cái cách chúng ta đổi tiền mà. Thật sự đây là một cách đổi tiền tối ưu. Như là n sẽ đổi ra là thành fn đổi tiền xe cái này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta tìm một cái giả sử, tôi tìm cái xg sao cho là xét cái chỉ số g sao cho là xg này lớn không, đúng không? Như vậy suy ra cái gì? Vì xg lớn không, vậy suy ra là gì? Từ đây là từ cái vậy suy ra là cái n nó bằng cái này, mà n nó bằng cái này, chứ n nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng là xg cg. Đấy. Mà xg là lớn không rồi, chúng ta sẽ bằng lớn hơn bằng là cg. Vậy chúng ta có là n lớn hơn nó bằng cg. Đó là một cái điều kiện này nhé. Rồi, từ đây suy ra cái gì? Từ đây suy ra như sau. Từ đây suy ra là từ công thức này này. Công thức này thì ví dụ là công thức 5 này. Từ 5 suy ra này. Suy ra là n trừ cg sẽ bằng là như sau, sẽ bằng là x1 c1 cộng x2 c2 cộng vân riêng cộng với g thì sẽ bằng là xg trừ 1 nhân với cg cộng xm cm. Đấy. Mình lấy g chuyển sang các bạn. Được không nào? Đó. Vậy suy ra là đây là một cách đổi tiền của n trừ cg, đúng không nào? Vậy suy ra là cách đổi tiền này là như sau. Cách đổi tiền này là nó sẽ là bằng cái gì? Cách đổi tiền này nó sẽ vậy suy ra bên này là cách đổi tiền của này, vậy suy ra là cái f của n trừ cg nó sẽ nhỏ hơn nó bằng cái tổng số tiền bên này. Tổng của bên này chính là gì? Chính là tổng của x chính là cái này. Chính là x1 cộng x2 cộng xm tất cả trừ đi 1. Mà cái này này thì nó chính là fn.
Vậy suy ra thì suy ra là fn lớn hơn hoặc bằng là fn trừ cg tất cả cộng 1. Thành công nào? Đây là với mọi g. Vậy suy ra tiếp theo là fn sẽ phải lớn hơn hoặc bằng là cái min của 1 cộng với fn trừ cg với cg nhỏ hơn hoặc bằng n. Đấy. Chán đã. Thì công thức này chính là câu là trên này công thức chính là công thức 4 đấy. Đây chính là 4 đấy. Vậy chúng ta chứng minh này là cái 4 này nhé. Vậy suy ra chứng minh là 4. Vậy suy ra là 4 đã chứng minh rồi. 2 rồi suy ra công thức 3 là đúng. Vậy tôi suy ra cái gì nhé. Vậy tôi suy ra này. Vậy với bài toán nội tiềm chúng ta có này. Vậy kết luận. Vậy suy ra chúng ta sẽ có là gì? Công thức truy hồi sau. Công thức truy hồi rất quan trọng của bài toán đầu tiên là fn bằng min của 1 cộng với fn trừ cg, đúng không? Với điều kiện là cg nhỏ hơn bằng n. Công thức này là công thức chúng ta sẽ có thể, mà chúng ta biết rồi là f0 thì bằng 0, f1 thì bằng 1. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ từ hướng này thì hiển nhiên là chúng ta sẽ viết được gì sau đây? Yeah. Viết được cái chương trình để tính cái fn, gọi là thuật toán 1 nhé. Thuật toán 1 là tính hàm fn của chúng ta là theo đệ quy. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này. Đây. Chúng ta làm như sau nhé. Viết toán là if này. If n bằng 0 thì chúng ta return 0. Else if n bằng 1 thì chúng ta return 1. Chúng nhanh ta làm luôn hai trường hợp. Bây giờ ngược lại này, nếu n lớn 1 chúng ta làm như sau. Đây. Chúng ta làm như sau. Ta dùng công thức này. Công thức này này. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta đặt một cái biến trung gian. Thực hiện là tem đi. Thì ban đầu tôi đặt tôi bằng là cộng vô cùng làm số cực lớn đó, trọng nha. Sau đó tôi làm như sau, tôi x bằng 1 và tôi y g nhỏ hơn được bằng m n cg nhỏ hơn bằng n, tôi chỉ lấy theo cái cg nhỏ hơn bằng n thôi nhé, và tôi đặt tem bằng min của tem và f để quy chỗ này, để quy này f này trừ cg. Chỗ này chính là chỗ để quy đây, để quy của hàm đó. Sau đó tôi sang bên này, đây chỗ này là y, cái này tự tăng di lên một đơn vị. Chỗ này là vòng lặp. Xong vòng lặp tôi chỉ việc viết là gì, tôi cho tem cộng 1. Thực ra cho 1 vào đây cũng được, để ngoài đấy nhé. Và sau cùng tôi return. Đây chính là thuật toán chính của chúng ta đây. Đây nhé. Đây là thuật toán giải cái bài toán đổi tiền theo đúng nghĩa. Bài toán này là giải bài toán này là hoàn toàn chính xác, không bị sai, không bị sai. Vì chúng ta vì sao chúng ta dựa trên cái công thức truy hồi này. Trên này. Đây là đây như vậy. Nhưng mà các bạn thấy là tất cả các bài toán và quy động nó đều phải như này hết, nên mà trên bài toán quy động cái chỗ này là cái khó nhất là khâu mà ta thiết lập được cái quy động, thiết lập được cái công thức này là rất quan trọng, rất là khó. Nói chung là mỗi bài một kiểu khác nhau và đều là khó cả đó. Rồi thì bây giờ trước khi mà chúng ta phân tích một chút xem cái lời giải này có khả thi hay không nhé. Rồi thế thì
Bây giờ chúng ta phân tích xem là cái lời giải trên có độ phức tạp thời gian là bao nhiêu. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đây này. Như vậy là FI sẽ tính FN, tính qua tất cả các cái FN trừ CG như thế này. VN mà đủ lớn ý, thì tất cả các C1, C2, CM đều nhỏ nhỏ hơn hết. Cho nên sẽ là nó vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra như sau này. Phân tích nhé. À, như vậy là phân tích là cái hàm FN của chúng ta sẽ phải gọi tất cả hàm là N trừ C1, N trừ C2, FN trừ CM. Nhớ lại M là số tờ tiền nhé. M là cái số 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 tờ tiền trong hệ đếm của chúng ta, trong hệ tiền của chúng ta. Gọi tất cả. Rồi thế này, khi gọi khi hàm chúng ta là phải gọi này. Thế này là VN đủ lớn thì cái chung vòng lặp này là đúng này là M lần. Như vậy là hàm F chúng ta sẽ gọi gọi M lần cái hàm này. Không kể cái này thông tính ra. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra như sau này. Vậy suy ra là giả sử TN là cái thời gian chạy của bài toán. Thời gian chạy của thuật toán trên. Toán trên. Chúng ta có này. T và 0 thì là một là của một phép toán thôi. T1 là một phép toán, chỉ một công phép toán ở trên này thôi. Này trả về 0 này. Một phép toán là cái là ít thôi. Mà ít hơn là có một phép toán thôi. Nhưng mà tổng quát thì như sau. Này, tổng quát ta có này. Tổng quát ta có là TN sẽ bằng là TN trừ C1 cộng TN trừ C2 cộng T N trừ CM. Chưa? Cái hàm T thường là cái hàm đơn điệu tăng. Cho nên là cái số này này vì vì là vì N trừ C1 lớn hơn nó bằng N trừ C2 lớn hơn nó bằng là N trừ CM. Vì CM là lớn nhất mà. Vậy suy ra là gì? Suy ra là TN này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là m lần nhân với t n trừ cm. Là trừ cm. Vậy thì tôi suy ra cái gì? Này vn rất lớn thì ta cứ làm như này, các bạn cứ làm trừ bớt đi thời gian này ta có này. Vậy tn này nó sẽ lớn hơn được bằng là m này t này n trừ cm này, đúng không? Thì nó sẽ lớn hơn nó bằng là m bình phương nhân với t n trừ đi 2c m là lớn hơn m mũ 3 t n trừ đi 3 cm. Cứ như vậy. Nó cùng là cái gì? Cuối cùng là như sau, tao cũng thưa đây này, tao công thức là gì? Tao có là tn sẽ lớn hơn nó bằng là m mũ gì? Mũ là n chia cho cm m. CM nó làm hằng số, chứ cái này là nó là nó chính là gì? Nó chính là bằng là cái này là m mũ n, chính là cái này. Đây là hàm bị thừa. Đây là m là hằng số, nhé, n là cái của chúng ta, m là hằng số, m là số thì là hằng số. Đây là hàm bị thừa. Vậy suy ra là giống như bài Fibonacci, cái chương trình tính cái số tờ tiền của chúng ta là gì? Là có cái bậc tiệm cận là lũy thừa vậy rất lớn và không không khả thi. Thế như vậy suy ra gì? Nếu mà chúng ta mà dùng cái này mà đưa vào cái mà máy ATM để mà làm tính từ tiền ấy, thì người người rút tiền sẽ phải đứng rất lâu thì mới chờ mới lấy từ tiền ra, đúng không ạ? Vì nó tính thức này mà rất lâu, nhưng mà cái này là không khả thi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm cách làm khác nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều lần so với cái bài này, giống như cái làm này cũng giống như là đối với cái bài này Fibonacci thôi. Đấy, bây giờ chúng ta cần phải đây chúng ta nhắc lại
cái thứ hai cách hai cách hai nhé cái hai bài này là chúng ta cách của chúng ta là từ dưới lên trên hay chúng ta nhớ lại các cái bước đang làm dùng cái tư tưởng ban đầu ban đầu tôi nói là chúng ta tính được chúng ta nhớ tới đó và chúng ta dùng cái mảng cho lưu trữ tất cả các cái trung gian và như vậy sẽ làm hết. Thì như sau này chúng ta sẽ thiết lập cái mảng F đi. Cái mảng F có độ dài là 0 đúng không? 0 cho đến N như này. Để lưu các giá trị. Tính tức là cần đến tính F với N mà. Người ta đã biết rồi, ta đã biết là F0 này là F0 thì là bây giờ nó bằng 1, F1 thì cũng bằng 1 rồi. Vì chúng ta sẽ tính tiếp cho thằng tiếp theo thôi. Được chưa? Và như vậy nó rất là đơn giản. Mình sẽ làm như sau nhé. Như vậy là cái bài toán lúc nãy sẽ làm như sau. Bây giờ nhắc lại như vậy là cái thuật toán này hay là cái lời giải chính thức nhé. Lời giải chính thức. Bài toán đổi tiền. Mà hiện nay trong tất cả các máy tính ATM của chúng ta đều dùng hết nhé. Đổi tiền chính xác hoàn toàn. Tất nhiên là đối với các hiện nay các cơ thể của chúng ta là hiện nay là đều là chuẩn tất cả, cho nên là họ dùng tham lam là chính. Mà đây là cái lời giải này, lời giải rất là nhanh, chính xác, rất là nhanh. Với độ với cái ta sẽ tính là nó rất nhanh như thế nào và dùng cho tất cả các máy ATM được nhé. Rồi cái làm như sau này. Bây giờ bài của chúng ta đầu tiên là coin n. Bài này sẽ trả lại, bài này sẽ là gì? Cái này sẽ là gì? Sẽ tính fn. Bài này là như thế. Được chưa? Làm như sau, chúng ta thiết lập cái mảng như sau, thiết lập cái mảng này coi như bên ngoài đi, cái mảng là f không n nhé. Và chúng ta đặt trước đi, chúng ta đặt trước là gì, là f không thì bằng một đấy, còn thế thôi. F1 thì bằng một, tính như này. F1 bằng một là cái mảng nhé, không phải là hàm nhé. Rồi bây giờ chúng ta thiết lập cái hàm là như sau này. Đây chúng ta làm như sau, chúng ta làm for y bằng 1 to n. Tính như sau. Tôi dùng cái hàm tem, dùng cái hàm thôi, dùng cái biến tem đặt làm giá trị vô cùng nào đó nhé. Y gì em xin lỗi. G bằng 1, y g nhỏ hơn bằng m thôi. N c g là cái công ty của chúng ta đấy, n vì nó đủ lớn rồi, ta chỉ biết thế này được rồi, đúng không? Sau đó là tem bằng min của tem và f n trừ cg. Đấy, cái này biết rồi này. Đấy, biết rồi nhé. Đó. Và tôi tăng g lên 1. Và đây thì biết là f y y y nhé, y. Đây là tính y này, đi y nhé. F y bằng là tem cộng 1. Đấy. Chỗ này chỉ chỗ lỗi ta làm cần phải trả lại tem cho là thành tính f y. Và kết thúc ở đây, tôi return f như là một cái dãy số phần tử của mảng, thấy không nào? Đấy. Gì cơ? Cái phần tem là bằng cái gì ạ? Này à? Bằng vô hả? Tức là cho một số thật lớn, một cái số cực lớn. Vô cực hả thầy? Được không? Vô cùng. Chúng tôi cho các bạn là cái số mà vốn là khoảng 100 triệu chẳng hạn đấy, chẳng ai không số nào to như thế cả. Đồ bài đây cho n hạn chế mà, thì cho cái số tem thật lớn vào chỗ này này, là cho thật lớn chỗ này là được. Tôi để là vô cùng là hiểu là nó là rất lớn thôi, cho một cái hàng số rất lớn ở đó là vào đấy.
Đó, thế đây chính là cái bài toán là chúng ta cùng nhau thì kiểm tra, chúng ta phân tích một chút nhé, xem là với cái bài toán này là ở trên này chúng ta có thuật toán trên này rồi, luôn tâm nhớ lại chúng ta có thuật toán trên này nhé, là ta làm cái bài này này, đây này. Cái này là cái chỗ này là ta dùng địa quy để tính cái hàm fn, tính địa quy nhé, hàm fn sẽ tính được thông qua lời gọi của fn trừ cg, đây là hàm nhé, đây là thủ tục, đây là hàm nhé, và return stem thì cái này là cái hàm này dùng địa quy tính từ trên xuống thì nó có cái độ phức tạp là lũy thừa đó. Còn cách hai là chúng ta tính từ dưới lên thông qua cái mảng một cái dãy và nó rất đơn giản, để chúng ta cùng tính nhá, xem là cái dãy này là nó độ phức tạp là bao nhiêu, được chưa? Ta chú ý nhá, đây này, ở đây nhé, ở đây là một hai này đúng không, cứ kiểu đây là gì chứ ba thôi nhé. Thì cái chỗ số 2 này, cái số 2 này là cũng có làm n là n lần thôi, vậy nó chưa là n lần thôi. Còn chỗ này này, cái chỗ này vào chỗ này là cùng lắm lại là m lần. Này, YG nhỏ m đi m, nhưng cùng lắm lại là m lần thôi. Vậy suy ra gì? Vòng lặp ngoài cùng là n, lặp trong là m. Vậy suy ra gì? Suy ra là cái thời gian thực hiện ô của m nhân với n. Đó, chúng ta chú ý nhé. M thường là nó là cố định, m thường làm số tiền cố định. Chúng ta chỉ là m của chúng ta làm một số, chúng ta có 5 tờ tiền, 6 tờ tiền thôi, là cố định, suy ra cái này nó chính là bằng là ô n luôn. Vì m là bằng số, m là cái hằng số, m là số cố định. Trong quốc gia thì có như có khoảng là 7-8 loại tờ tiền thôi, m luôn nhỏ nhỏ hơn bằng 10, nên là cái m luôn hằng số, cho nên chỗ này nó chính là ô n. Như vậy cái thời gian của cái bài toán này là nó là tuyến tính, thấy không nào, bạn thấy không? Rất là nhanh. Cho nên khi chúng ta tổng quát ấy, thông thường là trong các máy ATM thì người ta dùng cái toán này cho thật, cho đi yên tâm là hoàn toàn chính xác. Dùng cái kia chẳng may nó lại thiếu cái gì thì sao, thì rất là khó. Dùng dùng cái kia là nó có dở chỗ đấy, chẳng may nó mất mát gì đó thì là nó bị lỗi nhé. Đấy, vậy đây chúng ta vừa vừa xong là cái ví dụ số 2, là ví dụ nói về cái bài toán kiểu rồi. Thì chúng ta sang cái phần số 2 của bài hôm nay nhé. Phần 1 là phần 2 là tôi mô tả cái nguyên lý của các vận động, nguyên lý của vận động, các vận động nhé. Rồi, tôi nhắc lại một chút cái nguyên lý cho đồ đồng thì là ai là người, thì cũng một nhà khoa học người Mỹ tên là Bellman, thì cái ông này là người đã sáng lập ra cái nghĩ thực ra cái bài toán này vào năm 1954. Bài rất phát triển, hiện nay kia đồng nó trở thành một cái hướng là dùng ở khắp mọi nơi mọi mọi chỗ, và nói chung đa số hầu hết tất cả các bài toán tối ưu thực tế đều dùng hành động và đều ra được lời giải rất là tối ưu. Tất nhiên là ngoài ra nó có trường hợp đặc biệt, có những trường hợp mà nó khó hơn thì không nói gì rồi, cũng đa số tất cả các bài toán chúng ta sẽ gặp trên thực tế hầu hết, nhưng mà tối ưu ấy thì hầu hết đều giải được hành động. Cho nên cái ông nhà khoa học này rất là nổi tiếng. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau đưa ra các nguyên lý hành động cơ bản nhé. Rồi, tôi nói luôn cái nguyên lý của nó này. Nguyên lý thứ nhất này, số 1 là như sau, là cái bài toán của chúng ta thường mà toán quy động là làm cái bài toán mà nó là có tính tối ưu, nó luôn như vậy. Thế thì chúng ta sẽ phải giải như thế nào, thì cái một ấy, là như sau, là cái bài toán quy động là cái chúng ta sẽ phải chia nhỏ cái bài toán lớn ra, chia nhỏ cái bài toán lớn
thành các bài toán nhỏ hơn. Bài toán có kích thước nhỏ hơn. Chứ không phải bài toán có kích thước nhỏ hơn. Chứ không phải có kích thước nhỏ hơn. Này. Ta phải chia nhỏ rồi ta suy về các bài toán nhỏ hơn. Này. Nhưng mà chú ý chỗ này. Đây là sự khác biệt rất là cơ bản giữa cái việc chia nhỏ bài toán của khối động, nó khác với bài toán này chia để trị. Yeah. Là bài toán nhỏ có thể chồng lớn lên nhau, chồng lớn lên nhau. Đấy, đây là cái đặc điểm khác biệt giữa quy hoạt động và chia để trị. Nếu mà chúng ta mà chia nhỏ bài toán lớn thành bài toán nhỏ mà riêng rẽ nhau ấy, thì nó là chia để trị rồi, thì nó rất ngon lành. Trước ta làm bài toán chia để trị là trước ta học rồi, là rất là mạnh. Nhưng khi chia nhỏ nó không tách riêng ra mà nó trùng lên nhau. Đây, chúng ta có một bài toán lớn như này. Bây giờ ta chia thành các bài toán con. Con nhé. Thực hiện cái này là P1. Tôi chia thành là P11, đây là P12 chẳng hạn. Này lại chia nhỏ thành những cái bài toán nhỏ hơn như thế này. Thằng này lại chia nhỏ thành đúng là như thế này luôn. Vậy thì hai thằng này chia nhỏ nó trùng nhau ở chỗ này. Trùng nhau. Thì cái việc chia nhỏ mà trùng nhau như này là gặp rất nhiều ở trên thực tế, gặp rất nhiều luôn, ta sẽ thấy ngay bây giờ. Và đây chính là cái thì gặp những bài toán này thì chúng ta không sợ, vẫn ngon lành, vẫn có thể dùng quy động để ta giải được. Còn tôi nhắc lại là nếu mà chia nhỏ bài toán lớn ra ấy, chia nhỏ nó ra thành là riêng rẽ nhau ra như này thì là ngon lành quá, thì lại rất là ngon lành, thì ta dùng chia để trị thì ngon. Nhưng mà không phải như vậy, cái này là đâu, cái bài toán quy động nó khó hơn, cũng chia để trị rất là nhiều lần, thì ta trùng nó lên nhau như thế này. Chúng ta lấy ví dụ cái bài toán tính Fibonacci chẳng hạn nhé, của n nhé, tôi kiểu là fn. Ta có này, tôi tính F6 này, ví dụ thế nhá. F6 là ta tính được là qua cái gì, là qua là F5 và F4, đúng không nào? F4 F5 sẽ tính được là qua F4 và F3. F4 tính qua F3 và F2, thấy không nào? Nhưng mà các bạn thấy chỗ này cho chồng nhau này, chồng lấn này, đấy, cái này chỗ này là chồng lấn giữa hai bên này. Đấy thì nhiều lắm này, chồng lấn này, đấy, chồng lấn này, thấy không nào? Thì cái bài toán Fibonacci là một bài toán rất điển hình của quy động, là ta cái việc tính cái bài toán mẹ chia nhỏ thành bài toán con là nó chồng lấn lên nhau rất là nhiều lần, đưa bài rất nhiều lần thì rất là khó, chỗ này rất là khó tính. Dùng mà để quy thì rất là khó, là chính vì thế. Cho nên là như vậy, bước 1 là gì? Bước 1 kia nguyên tắc 1, lý 1 là ta cần phải chia nhỏ bài toán lớn thành các bài toán nhỏ hơn. Cái rất nhỏ hơn. Nhưng mà cho phép chúng là chồng lấn lên nhau là được điểm thứ nhất nhé. Lý 1 này. Lý 1. Sang nguyên lý số 2. Nguyên lý số 2 là như sau. Nguyên lý số 2 là nguyên lý rất quan trọng, nó gọi là nguyên lý tối ưu địa phương. Khi chúng ta chia một cái bài toán A nào đó chia nhỏ thành hai bài toán con là B và C, thì chúng ta luôn phải chú ý, thì cái nguyên lý này phải hiểu sao, bắt buộc là phải như thế này, bắt buộc là phải như sau, là bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện này. Điều kiện này chính là điều kiện nó gọi là nguyên lý tối ưu địa phương, thỏa mãn điều kiện sau đây này. Tức là với cái tối ưu chúng ta thì là a tối ưu thì chỉ khi là b và c cùng tối ưu. Đây là nguyên tắc này, nó gọi là nguyên tắc tối ưu địa phương. Khi ta chia nhỏ nó ra thì nó bắt buộc nó phải là tối ưu. Đây, tôi nhắc lại một chút, tôi xem lại một cái bài đổi tiền ở trên này.
chúng ta đã thấy một công thức rất là đẹp. Đây này, công thức rất đẹp. Giờ tôi chia nhỏ cái này thì đây là tối ưu này, tối ưu của bài toán lớn này, tối ưu của bài toán của bài toán con này, công thức với nhau này. Như vậy là cái việc cái chia nhỏ của toán lớn thành những toán nhỏ hơn này là liên quan đến nhau là công thức này. Công thức này chính là công thức tối ưu địa phương đây của cái mẹ và các con đây. Đấy, cái này là có quan hệ giữa tối ưu mẹ và tối ưu con đấy. Đấy thì nó chính là cái chính là cái mà chúng ta đang nói đến nhé. Đấy, chính là cái này. Như vậy là a tối ưu khi chia là b sẽ cùng tối ưu, và ngược lại tức là a tối ưu sẽ chia nhỏ ra thì b c cũng tối ưu, ngược lại nếu b c tối ưu thì a cũng tối ưu. Thì đó là nguyên lý thứ hai. Nguyên lý thứ hai mà cái này được mô tả rất là rõ qua cái công thức mà tôi vừa nói lúc nãy nhé, là mô tả cái việc mà ta đổi tiền thì f n này nó sẽ bằng là min của 1 cộng với f n trừ cg với min của lấy tổng của lấy min của những cái cg nói bằng n. Vậy có công thức thêm công thức giữa tối ưu, cái hàm tối ưu của a và các hàm tối ưu của các cái con b và c bài đang chia nhỏ hơn, không phải là hai mà chia ra thành m cái mà thằng con thấy không nào. Đấy. Được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cái nguyên lý số ba, chúng ta sẽ là nguyên lý là chúng ta sẽ phải thiết lập cái lời giải, cái cách thiết lập cái lời giải của bài toán phi biến động. Nói chung của tiệm lời giải là như sau nhé. Thì để lập ra quy động chúng ta làm như sau này. Nào, cái bước một của chúng ta là chúng ta chia nhỏ bài toán. Bước thứ hai là thiết lập cấu trúc tối ưu. Tối ưu cho cái việc chia bài toán ở trên. Chia bài toán ở cái bước 1. Cái này rất quan trọng cái bài phần số 2 này. Cho nên bước số 3 là ta tìm công thức định quy. Như tôi vừa nói đấy. Sau đây bước thứ tư mình là cái bước mà thiết lập cái lời giải chi tiết. Thiết lập cái lời giải chi tiết. Được chưa? Khi thiết lập lời giải chi tiết thì thực ra chỗ này nó có hai phương án. Phương án một là từ trên xuống, cách làm là từ trên xuống. Nó gọi là top down, yes. dùng hàm định quy trực tiếp này. Cách thứ nhất này chưa chắc tối ưu, thông thường nó lại không tối ưu, nó rất là khó. Cách thứ hai là cách tiếp cận là từ dưới lên. Như sau, chúng ta phải dùng các cái mảng nhớ. Cái mảng bộ nhớ để lưu các kết quả trung gian. Đấy, và là cái quan trọng đây. Và tính từ dưới lên, như tôi vừa nói. Ta dùng cái mảng nó có là mảng một chiều, là mảng hai chiều, và tính từ dưới lên trên. Đó, thì như vậy đây là tôi vừa mô tả các cái nguyên lý chính của Bellman đấy. Cái năm 1954 ông ta nghĩ ra cái này, ông ta áp dụng cái này cho rất nhiều bài toán khác nhau trên thực tế, và thực tế đã làm được rất là nhiều. Rồi thế thì chúng ta ít thời gian quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ bước sang cái phần chính là phần sẽ giải một số cái bài toán điển hình của hành động. Thì mà tôi sẽ không có thời gian, tôi sẽ đưa ra một vài thôi nhé, là một vài cái bài toán phi hành động. Đấy.
Thật ra là cái ở chỗ này là ở chỗ này có cái bước số 2, số 3 đấy. Bước 2, 3 là chúng ta cần phải chứng minh luôn. Không nghĩa là ta cần phải chứng minh, cần chứng minh tính đúng đắn, tính đúng của công thức để quy, của công thức tối ưu. Để quy. Phần này là phần rất là khó. Phần 2, 3 này rất là khó. Tôi sẽ cùng gọi chúng ta làm nhé, và chúng ta sẽ làm thử có đủ làm được một hai bài không. Rồi, bây tôi làm đây. Bây giờ đầu bài như sau nhé. Bài 1 này, bài 1 là cho cái bài là tính tính cái tính cái công thức, tính cái hệ số nhị phân. Hệ số nhị phân. Ký hiệu nó là CKN, hay cái trong trong tiếng Anh này nó là ký hiệu là CNK như này, nó là cái gì? Thực ra là cái này, là cái bài toán này là như sau, là như này này, là như sau này, là cho tập hợp N phần tử, N phần tử đây, N ta lấy ra N, trong N viên sỏi chẳng hạn. Bây giờ cần tính gì? Cần cần tìm tất cả các, cần tìm gì nhỉ, cần tính, cần tính số, số các cách lấy ra k phần tử từ n, n là phần tử gốc, được chưa? Đấy. Thì cái số này, số k n người ta gọi là tổ hợp chập k của n. Thì cho n cái đồ vật, thì cách lấy ra k đồ vật, ra k đồ vật lấy ra từ cái n và đồ vật này, thì người ta gọi đó là cái, người ta kêu là c k n, và người ta gọi đó là cái, một cái gọi là tổ hợp chập k của n. Yêu cầu chúng ta là cần tính cái ckn này, cho trước nha, cho trước n, cho trước n và k. Tất nhiên là k phải không nhỏ nó bằng k, nhỏ nó bằng n rồi, đúng không nào? Bây giờ cần tính kia, tính cái tổ hợp chập k của n. Thì cái bài này là cái, thế là cái, đây là bài tổ hợp thì có công thức rồi, nhưng mà tôi không muốn tính theo công thức, mà tôi muốn suy luận cái này theo cái tư tưởng của hành động. Thì chúng ta cùng nhau tính thử nhé. Đây là đây, thì là đây, là đây nó là tính từ một nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi làm thử này. Tôi ký hiệu cái này là F N K nhé. Đấy, bằng. Làm như nào nào? Bây giờ chúng ta thử nhé. Bây giờ chúng ta thấy là với K bằng 1 thì F N 1 bằng bao nhiêu nhỉ? Số số cách lấy ra một một hòn đá từ N hòn đá có bao nhiêu cách nhỉ? N cách, hiển nhiên tôi lấy bây giờ K bằng N, lấy cái trường hợp riêng nhé, có N hòn đá, hỏi có bao nhiêu cách lấy N hòn đá ra? Có một thôi, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ tìm cái quan hệ liên hệ tổng quát của cái số FNK này nhé. Rồi biệt thứ ký hiệu, cái đồ vật này này, N đồ vật này, cái kiểu này nó là omega. Omega thì bây giờ cần phải lấy ra k phân tử từ omega ra, sửa ta rằng đây là một n cái hòn đá, cái cách mà lấy ra được k cái hòn đá, được chưa? Thì như sau nhé, bây giờ chúng ta đánh số các hòn đá lại, 1, 2, 3, 4, và lấy ra cho đây là hòn đá thì n này, chúng ta sẽ phân tích hòn đá là nó lập với nhau mà n. Thế thì
Chúng ta sẽ lấy ra ca đồ vật, ta lấy ra ca đồ vật, lấy ra ca đồ vật từ cái trường omega, omega này nhé. Bây giờ ta chia làm hai trường hợp, chia làm hai trường hợp, chia làm hai trường hợp. Tôi ký hiệu C, C là cái tập hợp ca, ca cái đồ vật lấy ra từ omega. Tôi tạm thời tôi cố định cái n lại, tôi đánh dấu cái n này lại để tôi suy luận về mặt tôi dùng cái gì, dùng cái gọi là cái tư duy của quy động của chúng ta, ta tư duy thì tôi cố định cái n lại nhé. Bây giờ tôi gọi C là cách lấy ra, lấy là một thử lần một lần cách lấy ra ca phần tử từ omega. Bây giờ tôi chia làm hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là C không chứa n, không chứa cái vật, không chứa cái số n. Kiểu đây vẫn là một số vậy. Kiểu omega thì kiểu omega là 1 2 3 n cho dễ nhé. Và C là một con nào đó ở bên trong này, i1, i2, ik nằm trong omega. Thì bây giờ bước 1 là C không chứa n, không chứa n. Nhé. Và cái giả sử cái thứ hai, giả thứ hai là C có chứa n. Thì như thế nào? Đây, thì chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Thì trường hợp 1 này, 1 là C không chứa N. Không chứa N. Vậy suy ra là C là có K phần tử. K phần tử thuộc là 1, 2, N trừ 1. Thuộc vào cái nhóm n trừ 1 phần tử ở phía trước, đúng nào? Thì nhưng mà không chứa n thì là C nằm trong cái nhóm là n trừ 1 phần tử ở phía trước. Trường hai C có chứa n, đúng không? Thì bây giờ tôi có chứa n thì tôi lấy n ra thì C trừ đi cái phần tử n ở đó, đúng không? C chỉ được vật từ đó nó sẽ chứa là k trừ một phần tử thuộc 1, 2 n trừ 1, đúng không nào? Bây suy ra là gì là một cái tổng hợp k phần tử đó của omega, nó chỉ hoặc là hai trường hợp, hoặc là nó là chính là k phần tử của 1, 2 nên là trừ 1, hoặc là nó là gì, hoặc là nó là nó chính là k trừ 1 phần tử của 1, 2 nên là trừ 1, đúng không? Thế vậy thì suy ra như sau. Vậy suy ra là như thế này. Mình suy ra là đây k n này nó sẽ bằng gì, ở trên này nó chỉ hoặc là gì, hoặc là lấy k phần tử từ n trừ 1, vậy nó chính là bằng là c k n trừ 1 cộng với ở bên trường thứ hai là CK trừ 1 của N trừ 1. Chúng ta sẽ ra công thức này nhé. Thì công thức đây chính là công thức truy hồi đây. Vì là mọi tổ hợp trong K của N phân tử, hoặc là nó sẽ thuộc về cái này. Nếu mà nó chỉ N thì nó là thuộc là K phân tử của N trừ 1 phân tử ở phía trước. Hoặc nếu nó chỉ N, lấy N ra nó sẽ là K trừ 1 phân tử, K trừ 1 phân tử của N trừ 1 phân tử ở phía trước. Hãy có công thức để quy này nhé. Đó, mà chúng ta biết rồi là chúng ta có công thức là gì, là phía trên đấy là CNN lấy n phần tử ra từ n nó sẽ là 1, còn C1N thì nó sẽ là n. Bây giờ chúng ta có công thức để quy rồi nhé. Đây, như vậy ta làm xong để quy này, và bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhé, lập trình để tính nhé. Thì nếu mà chúng ta mà cái này nó có hai ấy thì nó rất là khó, thì biết làm thế nào để mà tính, thì thôi tôi luôn nghe lời giải thôi, là chúng ta sẽ dùng cái hàm, dùng cái mảng hai chiều để tính thì nó rất là nhanh. Thì tôi nói luôn lời giải nhé. Bạn em dùng để quy thì rất là phức tạp đấy, vì nó để quy theo hai, vừa k là vừa n, thì nếu mà ta dùng để quy thì nó khá phức tạp nhé. Nè, để quy dùng theo cái này này, ta cố định k rồi mà. Thì bây giờ tôi làm như sau nhé. Thì bây giờ tôi làm như sau là tôi sẽ đây.
như này thôi. Thầy ơi, Ơi. em không hiểu chỗ chia hai trường hợp á thầy. Sao mà C không chứa N và C có chứa N, em không hiểu được cái chỗ đó luôn. Không hiểu à? Cái này nhé, tức là bài này là bài là tính số các cái cách mà tôi lấy ra các phần tử của n phần tử. Cho trước lấy ra các phần tử của n phần tử là 1 2 3 n, tôi lại như này này. Được chưa? Từ sự omega là 1 2 3 tập hợp n phần tử, n số đi. Và cách chúng ta lấy ra các phần tử y1 y2 yk từ từ cái n này. Thì một cái giả sử C là một cái bộ lấy ra như vậy là các phần tử đó, thì C chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là C có chứa n hoặc C không chứa n. Em có hiểu không nhá? Thì nếu mà C mà không chứa n thì suy ra rằng C chính là k phần tử của n trừ một phần tử 1 2 đến n trừ 1, vì là không, nó không chứa n mà, thì nó chỉ có các phần tử k phần tử từ 1 đến n trừ 1 thôi. Như vậy là C nó sẽ nằm trong cái nhóm, nằm trong cái là cái chỗ này. Còn nếu mà C mà có chứa n thì chúng ta lấy n ra, còn lại là n trừ một, là k trừ một phần tử, k trừ một phần tử đó lại là nằm từ 1 đến n trừ 1 thôi, cho nên là nó sẽ phải thuộc cái chỗ này. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra là một cái em vậy suy ra là một cái C đó, một cái C tôi lấy ra đó thì ra đó nó sẽ là nằm trong một trong hai bài toán. Một nó nằm trong cái nhóm là gì, là cái nhóm là tổ hợp chập k của n trừ một phần tử, và hai là nằm trong là cái tổ hợp chập k trừ một của n trừ một phần tử. Vậy suy ra là nó công thức này thôi, sẽ công thức này. Vẫn có chưa hiểu à? Hay có hiểu à, đúng không? Bạn thì hay có hiểu không? Khó khó thầy ơi. Hay khó Hồi dạ hồi nãy giờ em tưởng đâu ca ủa C là số cách lấy ra, mà giờ hình như C là số phần tử phải không thầy? không? Không, là quen đánh ra đấy. Tức là CKN là số cách lấy ra, là số cách lấy ra K phần tử, K phần tử từ N phần tử, từ N số đi. N số là 1, 2 đến N. Ông C tôi lấy ví dụ minh họa thôi. Tôi là dùng kiểu khác, C này là kiểu là minh họa thôi, lấy ra là làm một tổ hợp số đó thôi, để dùng từ khác cũng được. Dùng C cho nó dễ thôi nha. Đúng không? Ví dụ minh họa thôi mà. Giả sử C là một cái nhóm, là một cái tổ hợp con của omega cùng có là k phần tử. Là C làm cái tổ hợp như vậy. Và tôi phân tích thôi. Tức là mọi cái tổ hợp con k phần tử của omega thì nó chỉ nằm trong hai cái mô thử của này này, nằm trong một trong hai cái này. Suy ra là cái tổng số của này, tổng số của hai cái này thôi. Đã hiểu chưa? Hay khó hiểu à? Đấy, cái bài này là hay khó hiểu một chút đúng không? Nếu mà này mà chúng ta mà dùng điều quy bình thường ấy, thật sự ta lấy k cố định nhớ, thì là ckn bằng ckn trừ một cộng ckn trừ hai n trừ một, thì cái bài này là nếu ta dùng điều quy bình thường thì nó rất tốn thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ ra một cái lời giải mà ta sẽ dùng dùng cái mảng hai chiều thì nó sẽ rất là nhanh. Cái tôi mô tiêu tôi mô tả cái lời giải luôn cho các bạn về thử sau nhé. Để ta sẽ về ta làm cái bài này. Lời giải như sau là chúng ta thiết lập, lời giải là gì, là tính CKN nhé. Ví dụ này là FNK với mọi n và với mọi k nhỏ hơn bằng n. Bài này cái hàm này là nó có hai biến n và k. Chúng ta thiết lập sau, chúng ta thiết lập một cái mảng hai chiều, một cái mảng hai chiều ký hiệu là C I G như thế này nhé.
Ở đây là y chạy từ 0 cho đến n, g chạy từ 0 đến n. Tức là C là một cái bảng hai chiều là 0, n và 0, n. Đó, cái bảng hai chiều như thế này. Và chúng ta sẽ thiết lập cái bảng C này. Ở đây chúng ta hiểu đây là C này, C của y, g. Kiểu đây chính là C, g, y đấy. N trước và K sau, hay là C, N, K, chính là bằng là C, K, N như này. Hay là trong cái từ Anh, trong bọn nước ngoài biết là, tức là N ở trên K ở dưới như này. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cái lời giải ra thôi. Các bạn về nhà, các bạn có thể lập trình và các bạn sẽ làm được lời giải nó như thế nào. Nói chung là cũng khá đơn giản như sau nhé. Đây, để giải như sau này. Đây là cái chương trình hay là cái chương trình hay là cái thuật toán. Thuật toán tính. Tính cái mảng C. I, G. Đây đây, đúng không? Cái mảng này là có n là cái mảng này là cái mảng là n n cộng 1 nhân n cộng 1 phần tử. Cho trước n, n trước là k là số bất kỳ, cho trước nhé. Thì làm như sau này, bước 1 là thiết lập cái mảng như sau, thiết lập cái mảng C đó với điều kiện là C với IG là bằng 0 với mọi IG, cái mảng nó có số 0. Bước thứ hai chúng ta đặt là F là xin lỗi là C 0 bằng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái chương trình, thiết lập cái bảng này nhé. Vì cái bảng nó dùng để quy mà. Chúng ta làm như sau, chúng ta cần hai vòng lặp thì for m bằng 1 to n và for thứ hai là for g bằng 1 to m. Mà ta viết c của m g đi lưu cho m sẽ bằng là c m trừ 1 g cộng với c m trừ 1 g trừ 1. Đây chúng ta, đây chính là cái chương trình rất là ngắn để tính theo để quy tính cái mảng c i g. Và đáp số của chúng ta là như này, đáp số là c nk, chính là số cần tìm chính là cái ck này, hay là chính là cái này nk, là cái tổ hợp chồng k của n. Nào, bài này chúng ta thấy là gì, bài này là chúng ta thấy là nó có cái phân tích một chút nhé, cái bài này là nó bên này chúng hay một lặp thôi, một lặp là đây là từ 1 đến n, còn hai từ 1 đến m thì nó chính là phân tích của nó chính là ON bình phương. Còn nếu chúng ta mà để quy từ gốc ấy là nó sẽ rất lớn, nên là nó là lũy thừa ngay, mà làm cái này là chỉ còn lại ON bình phương rất là ngắn. Được chưa? Đấy, nhưng mà tôi vừa mới giải có một bài thôi vì ta không có thời gian, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không hết thời gian rồi, thì cũng không đủ. Chúng ta bây giờ theo lịch thời gian là tuần sau là sắp tiết rồi, các bạn có học không, hôm nay chúng ta dừng lại thì các bạn một buổi nữa cũng được, thì ta buổi sau ta học tiếp. Nhưng mà cái phần tôi thấy cái phần lòng còn mênh mông lắm, để hiểu được thì phải học cả một cái một học kỳ để mới hiểu cái này nữa thôi. Alo, các bạn muốn học không? Tuần sau học tiếp tôi ngay thôi, hay là nghỉ thì các bạn nhé. Học đi thầy ơi. Học nhé, thì tôi sau học tiếp nhé, học thêm buổi cuối cùng nhé. Alo, thầy cho em hỏi chút ạ. Thầy ơi, có phải là cái buổi này là buổi duy nhất về quy hoạch động trong chương trình của mình không ạ? Định tôi định là buổi sau sẽ là buổi thứ hai quy hoạch động. Quy hoạch động ạ? À vâng. Thầy cho em hỏi thêm một chút là về cái phần này. Ừ. Trong số những một số chương mà của môn cấu trúc dữ liệu ấy,
thì nếu như mà phải cắt giảm khoảng độ 3-4 chương thôi, thì theo ý cá nhân của em thì quy hoạch động có vẻ nó bị nó riêng rẽ và nó không phải là cái phần cốt lõi của cấu trúc dữ liệu, liệu có phải không ạ? Đúng thế. Vâng. Em thấy các bạn chú ý là quy hoạch nó nằm trong cái nhóm cái chỗ tức là thuật toán thôi. Vâng. Thuật toán chứ không nằm trong mảng là cơ sở dữ liệu, đúng. Vâng. Thế nếu như mà trong phần cấu trúc dữ liệu thì theo ý kiến của em này thì cái phần danh sách liên kết rồi là cây cấu trúc thì liệu có nó phải là nếu như được giữ lại thì nên giữ lại phần đó thì có đúng không ạ? Đúng. Vâng, tức là tìm kiếm rồi sắp xếp cho nên vâng. Đây nhé, để tôi nói sơ với bạn là về cái học máy tính ấy. Về đến cái thuật toán ấy. Nó gọi là computer science nhé. Để bạn computer science nhé. Thì nó thực ra nó là một thôi, nhưng mà thông thường trong cái sách nó chia làm hai loại, một cái nó gọi là thuật toán, đúng không nào, thiết kế thuật toán, thiết kế phân tích toán, hai là data structure, đúng không này. Là hai cái này nó liên kết rất chặt chẽ với nhau, nó không thể thiếu được, nhưng mà nhiều khi nó thiên về những cái nhiều khi họ thiên về thuật toán, hoặc khi họ thiên về cấu trúc dữ liệu, thì cấu trúc dữ liệu là nó khô khan hơn và cảm giác không hay bằng học thuật toán, thì nó rất là hay nhé. Thì nó có cái phần chung và phần riêng. Thì về cấu trúc dữ liệu nói nhé, nó là cấu trúc dãy này, hay cấu trúc tuyến tính thường này, cấu trúc dãy này mảng này nhé, cấu trúc tuyến tính như là stack này, là ngăn xếp này, queue này, đợi này, nó có là danh sách liên kết này. Đó là phần rất cơ bản nhé, rất cơ bản. Cái này nó là linked list đấy. Ngoài ra thì là nó có thêm gì? Nó có thêm cái phần này nó sẽ có thêm là sâu hơn nữa, thì nó có cái khái niệm là gì? Là mạnh hơn của cái queue này, nó gọi là heap nhé. Đây này, tôi nói thêm một chút. Heap. Hay là cái gì là vun đống đấy. Hay là nó còn gọi là gì? Nó gọi là hàng đẩy ưu tiên đấy nhé. Hay nên dùng cái từ là hàng đợi ưu tiên là cái này, hàng đợi ưu tiên. Ngoài ra thì có hai cấu trúc mạnh nhất người ta hay nói, rất hay gặp vào bất cứ một cái sách giáo khoa nào cũng được nói là cây nhé, truy và đồ thị. Đây là cây nhé và đồ thị. Đó, thì cái bên này nó là cái bên này thì nó là data structure. Được chưa? Còn bên này này, thuật toán nhé. Thì nó gồm có gì? Nó gồm là sắp xếp này. Bài toán sắp xếp này. Được không? Trên sắp xếp là nó còn một cái nữa là tìm kiếm này. Này thuật toán brute force này, là thuật toán châu bò này, đúng không? Sau đó là nó có thuật toán gì? Nó có thuật toán là tìm kiếm và duyệt, tất nhiên rồi. Ở đây duyệt này là duyệt gì? Duyệt trên mảng, duyệt trên stack, duyệt trên queue, duyệt trên sách liên kết, duyệt trên heap, duyệt trên tree và duyệt trên đồ thị. Riêng duyệt là rất phức tạp nhé. Ngoài ra còn có cái bài toán sau đây này. Thuật toán này còn có làm tham lam này, và quy hoạch động này. À, tất nhiên một cái nữa đây cần phải nói ở đây là gì, đây có một nữa tức là để quy này làm rất là quan trọng này, được chưa? Rồi tiếp theo đó là các thuật toán trên cây này, các thuật toán trên đồ thị này, và một cái nữa rất quan trọng là nó gọi là băm hay là hash, đúng không? Bảng băm là một làm kỹ thuật thì còn nên duyệt nhanh nhé, bảng băm. Anh nhìn theo tôi là cái bảng băm này nó nằm cả hai bên nhé, nó vừa là liên quan vừa thuật toán mà lại vừa là ngoài ra bên này còn một cái nữa, bên này nó là quay lui nữa, vết cạn quay lui, vết cạn quay lui nữa, dành cho một toán khó nhé. Đấy thì người ta chia là hai cái bên này. Cái mà tôi muốn dạy mở lớp cho các bạn ấy
là tôi nói tôi thiên về bên này, tôi không thiên về bên phải, tôi thiên bên trái. Thì tôi nói, tôi nói các bạn là về sắp xếp rồi, đúng không? Tìm kiếm sắp xếp rồi này, sắp xếp rồi này, và châu bò rồi này, tham lam này, quy động này. Sau quy động sẽ là tôi sẽ nói về, nếu có thời gian hết ăn thôi, tôi nói về cây này, tôi nói trên đồ thị này và tôi nói trên cây, định như vậy. Nhưng mà bây giờ thông tâm không kịp rồi, thì tôi định sau Tết tôi sẽ lại mở rộng khác vậy. Còn khi nói bên này thì phải nói bên này, chẳng khi nói đến đồ thị thì bắt buộc phải nói đến stack, phải nói đến liên kết, phải nói đến queue và phải nói đến heap. Đấy, khi nói đồ thị bắt buộc phải có này. Khi nói đến cây thì cũng phải nói đến heap. Mà thì phải nói đến cây ở đây rồi nhé, đồ thị ở đây rồi. Còn cái quay lui lưu thì riêng rồi, còn cái bảng băm này thì nữa, bên này này hai bên này đều có này. Đấy. Như vậy đây là toàn bộ cái chương trình cứ gọi là phần tối thiểu nhất, nó là nhập môn thuật toán này, nó là như thế này. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, từ buổi buổi sau. Thầy, thế thì cho em hỏi thêm một. Ừ, alo, thầy cho em hỏi thêm một câu nữa. Ừ. Em hỏi đi. Thầy ơi, nếu như mà cái chương trình mà bị cắt giảm ấy, mà chị em chỉ được chọn giữ lại 4 đến 5 cái thuật toán sắp xếp ấy, thì theo thầy thì những thuật toán nào nên giữ lại trong chương trình để cho nó gọi là cốt lõi nhất, cơ bản nhất ạ? Sắp xếp ạ? Chương trình này có thể là bị cắt giảm đấy ạ. Cắt giảm và sắp xếp ạ. Mà em giờ đây là ai? Đối tượng có thể là học sinh phổ thông hoặc là có thể là trung học chuyên nghiệp ạ. Quên chị để chị quan trọng nhất chỗ này đây. Chị để chị nhé, quên đấy. Rồi, thì bây giờ như này nhé, bây giờ theo tôi sắp xếp thì là về mặt sắp xếp thì nên tối thiểu nên nói về hai ý. Một là cái sắp xếp tự nhiên, sắp xếp mà tự nhiên, ví dụ như là chèn hoặc là chọn hoặc nảy bọt, đưa một thứ thôi. Và hai là cái sắp xếp nhanh thì là hoặc là quick sort hoặc là merge. Thì tôi là đây là cái chính nhất cần phải nói. Nên một thứ thôi thì là nói một cái thuật toán sắp xếp mà chèn chẳng hạn, và hai là sắp xếp merge trộn. Cái tôi nếu mà định giảm bớt chương trình thì chỉ nói cái đó thôi, hoặc là quýt xoạc cũng được, hoặc là quýt cũng được. Quýt thì nó khó nói hơn, nó khó trình bày hơn. Trong cái thuật toán này thì theo tôi là cái chia sẻ hai cái này là cơ bản nhất là chính là hai cái này. Còn cái Brutus và Brute Force này có thể bỏ qua được, tham lam quy động có thể bỏ qua được nếu mà ta thấy không cần thiết. Còn cái địa quy và chi địa trị là hai cái cơ bản nhất. Thế cho em hỏi thêm một chút là trong cái bài toán về quy động ấy, thì đa phần là cài đặt theo cái phương pháp là địa quy, cài đặt địa quy thì em thấy là cái kết quả nó tăng rất nhanh, và thậm chí là có nhiều cái ví dụ đưa ra mà máy tính cá nhân chạy không chạy nổi nhỉ, hoặc là chạy rất là lâu nhỉ. Thế thì những cái ví dụ đưa ra rất khó để đưa ra, đúng không ạ, để giải nghĩa hoặc là để lấy ví dụ cho sinh viên nhỉ. Thì là rất vô lý, cực nhanh sẽ lại sẽ chậm sao đâu. Tất cả hoạt động mà các ví dụ điển hình ý, mà hiện nay có trong các sách ý, đều là dùng phương pháp vào từ dưới lên cả, rất là nhanh, sẽ nó sẽ chậm sao được, cực nhanh luôn. Giải thuật thì nhanh, nhưng mà ví dụ như là em lấy ví dụ như là giai thừa ấy, thì tức là cái con giá trị nó tiến rất là lớn, đúng không ạ? Nó tiến ra giá trị vô cực rất là nhanh, đúng không ạ? Ừ. Ví dụ như vậy tính là giai thừa thì có nhiều máy không chạy nổi. Ví dụ như là với giai thừa thì tất cả các thuật toán nào mà là vi thừa trở lên là không chạy được rồi, chỉ đa thức thôi. Chứ nói rồi vừa nãy thuật toán mà đã lũy thừa nó là C mũi N này,
Thế nên lều được mà giai thừa càng lớn nữa nhé. Đấy thì ta chú ý. Đa thức thôi, đa thức trở xuống thì mới gọi là số đo nhanh. Còn cái toán chân đa thức thì là không không nhanh. Chỉ là thì bất thì chân đa thức mà làm là lũy thừa hoặc là giai thừa thì sau này người ta có cái phương pháp là học tìm các thuật toán xấp xỉ để mà thực hiện. Chứ không ai thực hiện cái này cả. Cái này chỉ học để biết thôi nhé. Đó thì tức là cũng thấy và có nhiều bài toán nhiều. Có nhiều bài toán thì cũng không khử để quy được đúng không ạ? Tức là cũng vẫn phải dùng cho và không khử được. Không thể khử được quy được đúng thế. Quy được nhanh hơn hẳn nhưng dùng khử được quy thế nhé. Đây bên bài mà tôi đang làm các bạn đấy, cái bài đổi tiền đấy. Đầu tiên mà không dùng quy mà dùng quy động mà từ trên xuống ấy là lũy thừa là lũy thừa ngay. Còn nếu dùng từ dưới lên nó chỉ là ấy thôi, nó chỉ là nó chỉ là n thôi, tính thôi. Hay bài vừa rồi cái bài tính tổ hợp chập k của n nó chỉ là n bình phương thôi. Rất là nhỏ mà nhé. Vâng, em cảm ơn thầy. Ta chúng ta ở đây nhá. Ừ. Chào các bạn nhá. Vâng, em chào thầy.